Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên, Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa, Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn, nhiều thật nhiều kính thưa bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn tương thương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh xin giới thiệu với tất cả các bạn, Du Danh đang đứng ở trong khu vực của bãi đậu xe, và bây giờ các bạn nhìn thấy không có chiếc xe nào hết vì người ta đang làm đường ở bên ngoài. Vì vậy trong cái khung cảnh rất là cũng là tuyệt đẹp, giới thiệu cùng với tất cả các bạn tương thương của Du Danh. Hôm nay là ngày 19 tây tháng 10, cũng là ngày thứ bảy, ngày cuối tuần. Du Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự đang diễn ra trong 24 giờ mà trận chiến đang khốc liệt sôi nổi, theo lời của tham mưu trưởng Ukraine ông Zyky, ông cho biết ông nói tình hình hiện nay ở tại khu vực Borodka thuộc Donetsk, Nga bao vây khốc liệt và chảo lửa đang sôi động từng ngày từng giờ mà lực lượng quân đội Ukraine đang miệt mài chiến đấu. Hiện nay nói về việc Nga đang áp lực vào ở thành trì của Chasovia, đặc biệt nhất đó là khu vực Sukha và Batka, thì hai khu vực này là Nga đang tìm bằng mọi cách để chọc thủng tuyến phòng thủ lực lượng của quân đội Ukraine từ Borodka, và hai khu vực này luôn cả Torez. Thì các bạn biết Torez lực lượng quân đội Ukraine đã chiếm lấy, tái chiếm lại trong những ngày qua. Chưa đầy 3 ngày, Nga bắt đầu tiếp tục mở các cuộc tấn công vào thành trì, vào lực lượng quân đội Ukraine một cách khiếp sợ chưa từng có. Trong những ngày qua mà lực lượng của quân đội Ukraine đã bào mòn quân Nga, con số thiệt hại rất nặng nề ở khu vực Donetsk. Tình hình hiện nay, thì như các bạn đã biết, là Nga cố gắng để giành giật từng tấc đất một của Ukraine ở khu vực Donetsk giữa thời điểm cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ đang diễn ra, và giữa hai bên đang tranh giành với nhau từng tấc đất. Theo lời tham mưu trưởng Ukraine, ông cho biết trong 24 giờ giữa Nga và Ukraine bất phân thắng bại, nhưng sự thiệt hại của Nga các cuộc tấn công, Nga thiệt hại con số vô số kể, theo ý gì từ lời tham mưu trưởng Ukraine ông Zyky, ông đã cho biết. Hiện nay thì tình hình ở khu vực của Borodka, lực lượng quân đội Ukraine vẫn còn chiếm giữ, vẫn còn kiểm soát được tất cả các khu vực này từ Chasovia cho đến Kupiansk, Lyman, Gobotyne và lẫn cả Torez cũng như New York. Nga đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng quân đội Ukraine, nhưng lực lượng quân đội Ukraine phản công và làm cho Nga trở tay không kịp. Vì vậy, việc giành giật từng tấc đất này, lực lượng quân đội Ukraine đạt được ưu thế nhiều hơn, theo những gì từ lời tham mưu trưởng Ukraine ông Zyky, ông đã cho biết. Thì chiến sự càng lúc càng đang gây go khốc liệt. Về phía Nga thì đã tuyên bố rất nhiều, đó là Nga chiếm được 2-3 ngôi làng, và cũng như tất cả các khu vực này, Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng quân đội Ukraine, và Nga đang chiếm lấy nhiều khu vực, cũng như lực lượng của quân đội Ukraine đang xúc chốt bắt buộc phải rời khỏi chiến địa. Nhưng theo lời tham mưu trưởng Ukraine ông Zyky, ông đã cho biết ông phản bác lời tin tức của Nga là lực lượng quân đội Ukraine vẫn còn duy trì phòng thủ, và cũng như tốt hiện nay mà lực lượng quân đội của Nga đã thiệt hại nặng nề, hai bên bây giờ đang giành với nhau. Phía Nga thì đã treo cờ khắp nơi, nhưng theo nhiều tin tức mà các báo chí bình luận là lực lượng của Nga hiện nay cho một toán trinh sát họ bò vào cắm cờ ở khu vực nào đó, sau khi đó chụp hình và bắt đầu rút đi. Vì vậy họ cho rằng họ đang chiến thắng, thậm chí cả mướn của người dân Ukraine treo cờ lên và nhận được vài trăm đô la, vân vân. Nhiều tin tức về tình hình chiến sự ở miền Đông hiện đang diễn ra trong 24 giờ mà chảo lửa miền Đông, theo các báo chí bình luận cho rằng là bây giờ nó đang trở thành một cối xay thịt tương tự giống như mặt trận Bắc Mút vừa qua.
Điều này có đúng hay không? Theo những gì các tin tức đã nêu ra, hiện nay nói về tình hình ở Vuleda, một trong thành trì mà Nga đã chiếm lấy trong những ngày qua, thì lực lượng quân đội Ukraine cũng tiếp tục để phản công và giành lại nơi đây. Dù rằng chưa đạt được thành công, nhưng cũng đạt áp sát được ở tuyến phòng thủ của Nga và các khu vực. Nói đến việc Nga tấn công vào lực lượng quân đội Ukraine trong 24 giờ, như vậy lên tới là 194 đợt tấn công đủ loại, từ bộ binh tấn công, pháo binh và lẫn cả tên lửa, máy bay không người lái áp đảo tấn công vào lực lượng quân đội Ukraine. Nhưng lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công đó. Theo lời tham mưu trưởng Ukraine, ông Shiki, ông đã cho biết. Còn lại về tình hình ở khu vực Kharkiv, thì trong những ngày qua, lực lượng quân đội Ukraine đã xóa sổ một trung đoàn của Nga. Mà Diêu Danh có thưa cùng với tất cả các bạn, thì bây giờ hầu như ở khu vực của Kharkiv hoàn toàn im lặng, mà Nga đang rút lui về biên giới. Còn lại về mặt trận ở tại Zaporizhia, hiện nay cũng đang giao tranh khốc liệt từ các khu vực Tomaska và những khu vực lân cận, luôn cả ở Liman. Như sau về tình hình miền Nam Ukraine, lực lượng quân đội Ukraine cho biết, nếu chúng tôi đạt được thành công ở đây, nhưng muốn đẩy lùi quân Nga ra xa hơn nữa, cả một vấn đề khó khăn, vì quân của Nga khi tấn công vào thành trì của lực lượng quân đội Ukraine tiến phòng thủ huyết mạch hiện nay, mà Nga phải gặp nhiều cái sự khó khăn về việc Nga tấn công vào lực lượng quân đội Ukraine. Nhưng khi lực lượng quân đội Ukraine phản công, đẩy lùi các cuộc tấn công đó, thì Nga bắt đầu rút chạy về ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Vì vậy, lực lượng quân đội Ukraine không thể tập kích tấn công vào đây. Nếu tấn công vào đây, thì trở thành một cuộc diện tồi tệ và từ nhà máy hạt nhân sẽ bị nổ. Vì vậy là Nga cứ tiến lên để tấn công Ukraine, sau khi đó đánh không lại, rút chạy về. Có thể nói giống như một trò đùa của trẻ em về cuộc chiến ở tại miền Nam Ukraine hiện đang diễn ra trong 24 giờ mà lực lượng quân đội Ukraine đang gặp nhiều khó khăn. Theo tin tức từ tình báo Ukraine đã cho biết, nói hiện nay chúng tôi phải tìm bằng một cách để giải dây, cũng như cuộc phản công vào mùa thu năm nay, chúng tôi có thể đạt được nhiều thành công nhiều hơn nữa. Đó là những gì từ lời của tham mưu trưởng Ukraine cũng như tình báo Ukraine đã cho biết. Còn lại về tình hình chiến sự ở tại tỉnh quốc thì cũng tương tự, nói là Nga đang dồn dập tấn công vào lực lượng quân đội của Ukraine, tìm cách để đẩy lùi các lực lượng quân đội Ukraine ra khỏi ở tỉnh quốc, nhưng phải nói là khó khăn trùng trùng với quân của Nga. Quân của Nga dồn dập để tìm một cách tấn công, nhưng bị lực lượng quân đội Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công đó. Theo tin tức diễn viên cứu chiến tranh Hoa Kỳ nhận định về tình hình hôm nay, về Nga mà chiến dịch mùa thu của Nga đã tấn công sớm hơn là lực lượng quân đội Ukraine, thì nhìn qua tình hình chiến sự từ ở Torres và cũng như luôn cả khu vực của Govtine hiện nay và những khu vực khác, thì lực lượng quân đội Ukraine vẫn ở trong cái thế là phòng thủ, nhưng đạt được mục tiêu thành công hơn. Tính từ đầu cuộc chiến cho đến nay, thì quân của Nga đã bị lực lượng quân đội Ukraine phá hủy về việc gia tăng lên tới hơn 9.000 chiếc. Kính thưa bạn, thì các bạn biết, nói về gia tăng của Nga mà bị Ukraine phá hủy, cái điều này không có gì là lạ, mà không phải mới đây, đã từ lâu, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 của năm 2022. Bắt đầu kể từ đó, lực lượng quân đội Ukraine đã bào mòn và đốt xe tăng của Nga một cách đáng sợ chưa từng có. Bây giờ thì về binh lực của Nga, về nói về xe tăng, xe bọc thép, hầu như đang kiệt quệ, và tất cả mọi thứ Nga lôi cả T-54 ra để thay thế vào những dạng xe tăng khác, chỉ lấy khung gầm xe nhưng cũng không đạt được thành công nào. Hôm nay thì Nga bắt đầu đưa tàu ngầm và lẫn cả tàu chiến vào khu vực ở Biển Đen và đang đe dọa một cuộc tấn công mới. Theo các báo chí đề cập hỏi về vấn đề Tổng thống Zelensky cũng như luôn cả là Bộ trưởng Bộ phòng Ukraine, cuộc họp thượng đỉnh ở tại
Rutsen kính thưa bạn, thì đề cập đến hỏi vấn đề này, ông nghĩ sao về việc Nga đã đưa tàu chiến và tàu ngầm tên lửa Kalin của Nga tấn công vào Ukraine? Thì tham mưu trưởng Ukraine và lẫn cả là Bộ Quốc phòng nói việc này đối với chúng tôi không có gì là lạ, chúng tôi xem thường và chúng tôi cũng không có gì để ý đến loại tên lửa vô dụng Kalin này, vì tất cả các tên lửa này hiện nay là Nga, mục tiêu của Nga đó là bảo vệ Moscow, cũng như lo sợ rằng những cuộc tấn công đáp trả. Còn lại về tên lửa của Nga, nếu bắn vào lãnh thổ của chúng tôi có đủ sức ngăn chặn và cũng như nó không hiệu quả và không hiệu nghiệm, theo những gì từ Bộ Phòng Ukraine đã lên tiếng kia là chê rẻ mạt. Đấy, ôi, vũ khí của mày không ăn thua gì trên đối với tao. Tao thừa sức để đẩy lùi các cuộc tấn công đó và phá hủy hàng loạt tên lửa Kalin của Nga. Thì tình hình chiến sự trong những ngày qua cho đến nay thì nhìn thấy Nga bắt đầu đang giảm dần các cuộc tấn công hiện tại này, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại nói đến là tin tức kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Zelensky ông trình bày ở tại Liên minh NATO như sau, và từ lời phát biểu của Tổng thư ký NATO. Và Tổng thống Zelensky ông đạt được thành công nào, kính thưa bạn? Thì ông đề ra dưới 5 mục tiêu, như vậy là kế hoạch hòa bình từ đàm phán và xây dựng lại đất nước, cũng như hòa bình chắc chắn về lãnh thổ đất nước Ukraine, mà Ukraine không thể để cho Nga tấn công lâu dài với biện pháp hôm nay. Và ông giải trình, ông nói là chúng tôi muốn gia nhập NATO và NATO phải mời chúng tôi vào gia nhập NATO, liên minh NATO, đó là thứ nhất. Thứ hai, nếu như chúng tôi không gia nhập được, bắt buộc yêu cầu NATO và lệnh của Hoa Kỳ hãy đặt vũ khí hạt nhân ở lãnh thổ đất nước Ukraine. Đây là một cái giải pháp hòa bình trọn vẹn, nếu như không thì rất khó khăn. Và vấn đề này không phải ông đề cập đến nơi đây, mà ông cũng đã từng thông qua lời với cựu Tổng thống Donald Trump. Và cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Zelensky và cựu Tổng thống Donald Trump, ông trình bày lên kế hoạch chiến thắng và kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Thì theo lời phát biểu mà các báo chí bình luận, từ lời của Tổng thống Zelensky là cựu Tổng thống Donald Trump, ông đồng ý, ông thống nhất vấn đề này. Ông nói đây là một việc hợp pháp cho Ukraine, vì Ukraine trước kia sở hữu vũ khí hạt nhân lên tới 1/3 đầu đạn hạt nhân mà Ukraine đã có, sau khi là từ phương Tây, Hoa Kỳ lẫn cả Liên minh NATO đang áp đặt và kêu gọi Ukraine hãy giải giáp vũ khí hạt nhân để hòa bình và cũng như giao lại cho Nga. Và cuộc họp đó ở tại Hungary, thì bây giờ Tổng thống Zelensky ông nêu ra vấn đề này, thì cựu Tổng thống Donald Trump nói đây là hợp pháp và hợp lý. Thì bây giờ giữa hai bên đang phân trần với nhau với lời của cựu Tổng thống Donald Trump cũng như luôn cả lời Tổng thống Zelensky. Thì nguyên nhân nào và có đạt được thành công hay không nói chuyến đi của Tổng thống Zelensky đến ở châu Âu, cuộc họp thượng đỉnh này ông phải làm việc rất nhiều. Bây giờ ông phải ra thuyết phục với 32 thành viên Liên minh NATO bằng cách nào để cho Ukraine gia nhập vào Liên minh NATO. Hiện nay, kính thưa bạn, thì cái giải pháp này vẫn còn đang tranh luận và rất nhiều. Chút nữa Vô Danh sẽ chia sẻ cùng với tất cả các bạn về tình hình ở châu Âu và cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Zelensky, Liên minh NATO và luôn cả Hoa Kỳ như sau. Nhưng tình tiết hiện tại này về châu Âu thì đã ủng hộ Ukraine rất nhiều. Đó là một phần kế hoạch, kính thưa bạn. Còn lại về chiến sự hiện nay, như những gì mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ nhận định về tình hình chiến sự là giải pháp cho Ukraine, tức là một cái giải pháp phải bảo vệ Ukraine được toàn diện lãnh thổ và không để cho Nga nghĩ rằng là tấn công sâu hơn và bắt buộc ép Putin phải ngồi vào cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh này, bắt buộc Putin phải rút quân. Nhiều báo chí bình luận rất nhiều với lời phát biểu của Tổng thống Zelensky cũng như đề cập đến lực lượng quân đội Ukraine hiện đang ở tình quốc như sau, và sức ép nào để cho Nga phải rút quân.
đây là một bài toán khó khăn. Putin thì bây giờ không thể nào ngồi vào cuộc đàm phán. Vì sao? Vì Putin hiện nay là đang ở trên cái thế thất thế. Mà nếu như đàm phán ngồi vào đây thì Putin đã mất tất cả. Và xương máu của binh sĩ của Nga đã đổ xuống đây hàng trăm ngàn người. Putin không chấp nhận được, bắt buộc cuộc chiến đang phải kéo dài thời gian. Mà các bạn nhìn thấy, nó mịt mù, không có thời gian, không có ngang một ánh sáng nào để chấm dứt chiến tranh. Vì vậy, từ đây cho đến ngày bầu cử, cũng như chuyển sang đến năm 2025, mà Putin đang cá cược một cuộc chơi là giới Ukraine, chờ đợi xem tình hình ra sao, sự thay đổi của nó như thế nào. Hiện nay thì cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ sắp tới chỉ còn vài tuần lễ nữa, vào ngày 5 tháng 11 và bắt đầu cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ. Putin đã cá cược với cuộc chơi này và chờ đợi ai là người làm tổng thống ở tại tòa Bạch Ốc, ai là người chủ của tòa Bạch Ốc này, lúc đó mới tính đến vấn đề Hoa Kỳ và cuộc chiến ở Ukraine, về cuộc đối ngoại cũng như đối nội từ Hoa Kỳ. Đó là chi tiết các báo chí bình luận qua những gì từ lời phát biểu của Tổng thống Zelensky người ta mô tả ra, kính thưa bạn. Còn lại về tình hình đất nước Nga hiện nay như sau. Nói về Nga, Nga đang gom toàn lực lực lượng của Nga, mà cái nhục nhất của Putin ngày hôm nay đó là phải cầu cứu lợi giới Bắc Triều Tiên. Theo tin tức trong ngày hôm qua và một cuộc họp điện đàm là giới hai nghị viện của Nga, đó là ông Duma, mà Putin đang triệu tập và một cuộc thảo luận là yêu cầu hai nghị viện phải phê duyệt nhanh về việc ký kết liên minh là giới Bắc Triều Tiên để đưa quân đội Bắc Triều Tiên vào tham chiến. Mà Nga đang đưa ra cái kế hoạch của Nga, đó là hiến pháp 4 của Nga, khi Nga bị đe dọa hiện nay với từ Hoa Kỳ và lẫn cả phương Tây. Theo lời phát biểu của Putin mà các báo chí bình luận về một cuộc triệu tập là giới hạ nghị viện Nga như sau, về ông Duma, nghe tiếng cũng hơi bị sắp Duma kính các bạn, Duma vậy dân. Vì vậy là theo Putin đề cập đến về hiến pháp 4 của Nga, nếu như Nga bị đe dọa và một cuộc chiến tranh thế giới, các quốc gia ập đến đánh đất nước Nga, thì lúc đó Nga sẽ có đủ quân số từ Bắc Triều Tiên. Và Putin nhấn mạnh một điều, nói đến vấn đề triệu tập với hạ nghị viện Nga, ông Duma, ông nói hãy viết ở trong kế hoạch hiến pháp 4 là trực tiếp hay là gián tiếp vẫn là nằm trong hiến pháp, cũng như điều luật của 51 hiến chương Liên Hiệp Quốc, đó là phù hợp một quốc gia bị nhiều quốc gia tấn công vào đất nước của Nga. Điển hình nhất ngày hôm nay là NATO và lẫn cả Hoa Kỳ ung ung diễn trợ vũ khí cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ đất nước của Nga, đồng nghĩa là giới là các cường quốc tấn công vào đất nước Nga. Dù đó là gián tiếp, không phải là trực tiếp, nhưng nó vẫn là một mối đe dọa. Vì vậy, trong luật hiến chương Liên Hiệp Quốc cho phép hợp lý và hợp pháp, nhưng Nga xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine thì cũng hợp lý hợp pháp. Nếu như Nga không xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine thì làm gì có những chuyện này xảy ra, kính thưa bạn. Thì các bạn thấy nói là Putin là bây giờ nghĩa là phải nói ăn dạ. Bây giờ hết cách rồi, không biết cách nào hơn, đành phải nhờ đến Triều Tiên. Hiện nay về tin tức lực lượng của Bắc Triều Tiên, nói về khi Nga đã ký kết với Bắc Triều Tiên thì bây giờ ung ung nói là hơn nửa triệu quân của Nga đã ghi danh và đầu quân. Ghi danh có khỉ khô gì Bắc Triều Tiên mà các bạn, lệnh của nó phải bắt, phải đi. Không đi là chết, không đi là cúp lương thực. Vì chế độ Bình Nhưỡng bây giờ vẫn là chế độ nghĩa là quân phiệt và độc tài. Hai cái nó cộng với nhau, hãy nói là người dân Bắc Triều Tiên là chết chắc, không có con đường nào nếu như họ không tham gia vào quân đội của Bắc Triều Tiên. Thì cả gia đình của họ hoàn toàn không có miếng gạo, mà y hệt như chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam
đã từng làm điều đó. Các bạn nhìn thấy cuộc chiến năm 1979 và cuộc chiến Pol Pot thì các bạn biết rồi, tất cả những người thanh niên của Việt Nam bắt buộc phải đi thi hành nghĩa vụ quân sự, trốn không đi, trời sợ chết mà ai không sợ chết. Kính thưa bạn, nghe tiếng súng nổ là sợ thế bà cố luôn. Bắt buộc phải bỏ trốn thì lực lượng công an và du kích của địa phương Việt Nam làm gì? Là cúp phần gạo và không, cái là không cung cấp gạo, không cung cấp gạo lấy gì ăn, đói chết. Họ bóp bằng bao tử để rồi con cái của họ phải ra đi nhập ngũ. Thậm chí bao nhiêu đó không phải là chưa đủ mà còn bắt cha mẹ, vợ con đâm nhốt luôn. Trời nổi tới Cộng sản Việt Nam, Diêu Danh nhớ cái thời kỳ đó, cái thời kỳ mà Đảng Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam của chúng ta. Và khi bị Trung Quốc dạy cho một đại học bài học, một bài học phải nói là Đảng Cộng sản Việt Nam ba má nhìn không ra luôn, phải cầu cứu đến Nga. Vào thời điểm đó thì bây giờ ở tại Bình Nhưỡng tương tự giống như vậy, không thua kém gì. Kim Jong Un muốn đưa công dân của mình để đi nướng tiếp tục nữa về Nga và Trung Quốc ở nhà Nga Bắc Triều Tiên hôm nay. Kính thưa bạn, thì chuyện gì sắp đến về đất nước Nga? Nói về Nga hiện nay là người dân của Nga đang chống đối Putin một cách khốc liệt chưa từng có. Cũng như sự vụ vừa qua mà Diêu Danh có thưa cùng với tất cả các bạn, video vừa qua là sĩ quan của Nga đã bị ám sát ở tại Moscow, một đại tá, và ông từ ở chiến trường ở mặt trận Donetsk thuộc khu vực của Gobotine. Kính thưa bạn, thì ông đã được về phép, sau khi đó bị thanh toán và chính Putin đã ám sát ông. Nhiều báo chí ở tại đất nước Nga mà những báo đối lập đã đăng tin, đặc biệt nhất với đảng của ông Vavani. Kính thưa bạn, thì hiện nay về Nga, phải nói là Nga cũng đang rơi vào tình thế bất ổn. Putin hiện nay đang lo sợ phập phồng nếu như một đợt tổng động viên mới mà quơ vét toàn lực của binh sĩ của Nga thì sẽ chấn động đến người dân và người dân sẽ lật đổ Putin. Vì vậy Putin tìm người chết thế, đó là công dân của Bắc Triều Tiên. Theo các báo chí bình luận về tình hình đất nước Nga, bây giờ Nga tiếp tục đang phô trương sức mạnh quân sự, tức là lực lượng hải quân của Nga đưa về Biển Đen, nhưng mà ở tí te tí tèo, các bạn không có dám vào ở khu vực đảo Khima hay những khu vực khác cách xa, có thể vượt ở cái khoảng chuồng cảm tử của Ukraine, hay là máy bay không người lái, nhưng không biết có lọt khỏi hay không. Hay là vài ngày nữa chúng ta sẽ nghe một trong tin chấn động là chuồng cảm tử của Ukraine lũi tàu ngầm hạt nhân của Nga, hay là lẫn cả tàu chiến từ khu trục hạm và tàu tuần duyên, vân vân. Nhiều tin tiết ở Nga bây giờ, tức là Ukraine thì đang chuẩn bị mọi mặt. Điều đặc biệt nhất là lực lượng của Nga đang hốt hoảng về F-16 của Ukraine với máy bay mà các quốc gia phương Tây hỗ trợ, là hiện nay không biết F-16 đồn trú nơi nào, bật vô âm tính. Nhưng Ukraine đang nhận thêm như vậy là F-16 trên dưới khoảng 30 chiếc từ Hà Lan và Na Uy lẫn cả Đan Mạch đã tiếp tục cung cấp F-16 cho Ukraine. Như vậy là Ukraine hiện nay với hai gián bài của Ukraine là ách chủ bài chưa lật ngửa, và bao giờ Ukraine phản công. Theo tin tức từ các báo chí nhận định cho rằng là Putin đang hốt hoảng với một trong loại gói hỗ trợ của Ukraine của Hoa Kỳ gửi cho Ukraine là 435 triệu đô la. Với khoản tiền này là tất cả đều là vũ khí, đặc biệt trong đó đó là có hỏa tiễn không đối và đất đối. Ấy cha, Putin đang lên dây cốt, thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới về tình hình ở tại cuộc chiến này, Nga và Ukraine sẽ phản công như thế nào và Ukraine giành lại bao nhiêu lãnh thổ, cũng như luôn cả ở tại mặt trận. Cuộc hiện đang diễn ra hôm nay, Nga có đẩy lùi được lực lượng quân đội Ukraine ra khỏi hay không? Hiện nay thì theo tin tức từ Bộ Quốc phòng của Nga đã công bố cho biết để trình lên Putin, cho rằng là lực lượng quân đội của Ukraine hãy bỏ chạy khắp nơi,
ở Trịnh Quốc và họ đang chiếm lấy được phân nửa Trịnh Quốc mà lực lượng quân đội Ukraine bắt buộc phải rút quân. Nhưng theo tin tức từ Bộ Quốc phòng, còn lại vì diễn nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ lẫn cả tình báo Anh Quốc đã cho biết nói không, Nga chưa chiếm được gì hết mà lực lượng quân đội Ukraine đang bào mòn quân Nga và đẩy lùi các cuộc tấn công đó để giải dây cho Trịnh Quốc. Nga đang thất bại hoàn toàn về tình hình ở Trịnh Quốc. Đó là tin tức tại Nga hôm nay, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình châu Âu qua cuộc họp tỉnh, đặc biệt nhất với lời của Tổng thư ký NATO ông Mark. Ông lên tiếng hôm nay về việc ủng hộ Ukraine gia nhập vào Liên minh NATO thì bao giờ chúng ta không biết, nhưng hiện nay cần phải có nhiều quốc gia mà ủng hộ Ukraine, đặc biệt nhất là với dẫn động của Tổng thống Zelensky. Ông nói làm sao, nói cách nào để cho các thành viên Liên minh NATO là đồng thuận để cho Ukraine gia nhập vào Liên minh NATO. Đây là một mấu chốt đầu tiên mà Tổng thư ký NATO ông Mark ông đang vận động. Ông nói việc Tổng thống Zelensky ông đệ trình về kế hoạch chiến thắng, ông ủng hộ hoàn toàn và ông hoan hô cái sự vụ đó, cũng như về mặt quân sự vũ khí NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine nhiều hơn nữa. Bằng chứng cụ thể hôm nay đó là Đức hỗ trợ cho Ukraine thêm, như vậy là hàng chục xe pháo tự hành và lắp phát A1, kính thưa bạn, với những loại xe tăng cũ của Đức và cũng như luôn cả Đan Mạch, Na Uy hỗ trợ thêm F-16 và điều đặc biệt nhất là từ Hà Lan cho đến Đan Mạch, Na Uy cung cấp hệ thống F-16 cho Ukraine, đi tuyên bố rằng anh cứ bay thoải mái, anh bay đến ở Moscow cũng được, anh quăng bom ở đó cũng được, đối với tôi không có gì hết, vì vũ khí tôi trao cho anh được quyền. Nhưng còn lại về việc hỏa tiễn Tom Sader và cũng như hỏa tiễn ATACMS của Hoa Kỳ vẫn còn đắp mô, vẫn còn chưa có một dấu hiệu nào đã chính thức là tuyên bố cho Ukraine được quyền tập kích sâu ở bên trong lãnh thổ đất nước của Nga. Đây là một vấn đề nhức nhối mà Tổng thống Zelensky ông đã nêu ra nhiều lần. Ông có đề cập đến vấn đề này rất nhiều lần. Hãy cởi trói cho chúng tôi, cho phép chúng tôi để kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt. Chỉ có giải pháp này chúng tôi mới thọc sâu ở trong lãnh thổ đất nước của Nga và tấn công. Vừa qua thì Ukraine có thưa cùng với tất cả các bạn, theo lời yêu cầu của Tổng thống Zelensky với Anh Quốc thì giữa hai bên vẫn chưa có công bố cụ thể, chỉ mập mờ các báo chí bình luận cho rằng là Anh Quốc sẵn sàng cho phép Ukraine tấn công bằng hỏa tiễn Tom Sader của Anh Quốc vào lãnh thổ đất nước của Nga, nhưng phải là mục tiêu quân sự. Thì cuộc họp vẫn còn tiếp tục, chúng ta hãy chờ xem từ đây cho đến ngày kết thúc cuộc họp như sao. Điều đặc biệt hơn là với Hoa Kỳ, là từ lời của Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin đã có cuộc làm việc với Tổng thống Zelensky nhiều giờ, kính thưa bạn, thì những tin tức này không được tiết lộ và Du Danh cũng bó tay chỉ đề cập đến vấn đề này. Và đó là tin tức về tình hình châu Âu cuộc họp thượng đỉnh. Thì chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi ở cuộc họp thượng đỉnh này, cũng như sau khi cái hậu của cuộc họp thượng đỉnh NATO thì Ukraine sẽ đạt được thành công bao nhiêu với kế hoạch mà Tổng thống Zelensky ông đã nêu ra. Bây giờ thì tất cả các thành viên của châu Âu đều chờ đợi về các kế hoạch này, nhưng chưa có đạt được thành công nào. Còn lại về ông Hungary, nói đến Thủ tướng Hungary, ông lên đang phê phán, ông nói lời chấn động của Tổng thống Zelensky là ông cũng có thể sản xuất vũ khí hạt nhân và yêu cầu của Tổng thống Zelensky từ gia nhập Liên minh NATO và luôn cả là đặt vũ khí hạt nhân ở tại Ukraine. Đó là cái giải pháp cho phép, ông nói nếu đi đến đây, mức độ này sẽ dẫn đến cuộc đề tâm thế chiến. Và cái lời của Tổng thống Zelensky, ông nêu ra kế hoạch chiến thắng, ông thấy ông rất đáng sợ với ông Hungary. Ông không dám tuyên bố thẳng ở cuộc họp này mà ông viết ở trên mạng Facebook của ông, kính thưa bạn. Thì bây giờ người ta đang bình luận rùm beng về ông Hungary.
Còn riêng về Slovakia thì họ không lên tiếng, nhưng họ vẫn ủng hộ cho Ukraine về mặt sửa chữa khí tài quân sự và nhiều phương hướng khác. Như Du Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua, nếu mà Du Danh là tổng thư ký NATO lôi đầu Hungary đuổi ra ngoài và anh không có phù hợp ở lại tới đây, anh theo Nga dọn về Nga ở đi, hay là bản thân của anh nếu nói cả đất nước của Hungary thì điều này có không đúng, nó chỉ là một quan chức ở Hungary chỉ là tạm thời, nhưng cái nịnh bợ và cái ngăn chặn về chuyện lớn ngày hôm nay, mà đây là cuộc diện của thế giới, không phải một mình của ông Hungary làm được. Như các bạn đã thấy, hiện nay nó nhiều quốc gia đã lên tiếng, và từ các nguyên thủ quốc gia chẳng hạn như Pháp, Đức, Hoa Kỳ và cũng như nhiều quốc gia khác đã lên tiếng về tìm ra một kế hoạch hòa bình cho Ukraine để chấm dứt cuộc chiến tranh này. Vì cuộc chiến tranh này không ai có lợi hết, mà cuối cùng là người dân của chúng ta khổ, đặc biệt nhất là kinh tế. Kinh tế phải nó lên tới mức ác liệt chưa từng có. Sự lạm phát của nó, lương thì không lên, mà giật giá nó lên tới 30-40% tùy theo loại mặt hàng, càng lúc càng đáng sợ. Mà nếu như cuộc chiến này và ở tại Trung Đông lây lan càng lúc càng lớn thì thôi xong phim luôn, kính bạn. Đừng nói đến chuyện tương lai sắp tới, mà chúng ta hãy tính đến cái chuyện là những sự khó khăn của nó ở trước mắt của chúng ta trùng trùng. Đó là tin tức về tình hình ở châu Âu mà các báo chí bình luận qua cuộc họp thượng đỉnh NATO ngày hôm nay, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại Trung Đông. Cục diện Trung Đông nói về Hoa Kỳ đã dùng dao to búa lớn B-2, một trong B nghĩa là máy bay ném bom tàn hình, máy bay mang cả vũ khí hạt nhân ở chiến lược của Hoa Kỳ, thì oanh kích vào ở Yemen trong 2 ngày qua. Và theo báo cáo từ Hoa Kỳ đã cho biết đã xóa sổ 5 kho vũ khí của lực lượng Houthi và cũng như phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quân sự của lực lượng Houthi ở Yemen. Khi nói đến các báo chí bình luận về việc Hoa Kỳ sử dụng đến B-2 ném bom vào khu vực của nhóm Houthi như sau. Nói Hoa Kỳ đâu phải dùng tới thứ này, chỉ cần F-22 hay là F-16, F-15, F-35 là đủ rồi. Tại sao Hoa Kỳ phải mang cả B-2 để tấn công vào Yemen mà một nhóm phiến quân, không phải là một đơn vị chính trắng, và vũ khí cũng không có bao nhiêu, nhưng Hoa Kỳ làm kiểu này để làm gì? Tốn kém nhiều quá, không là dọa gà giết khỉ, kính thưa bạn. Không phải một mình nghe là Yemen không, một mình lực lượng của Houthi không, mà Iran, Nga và lẫn cả Trung Quốc. Mày rục rịch hả? Máy bay tàng hình của tao sẽ xâm nhập vào đất nước của mày, và cũng có thể là một cuộc chiến tranh lớn. Đây là một cú đấm, phải nói, làm cho Nga, Iran và lẫn cả Trung Quốc đang sừng tóc gáy. Điều này thật sự chắc không phải là không. Hôm nay thì thủ tướng của Do Thái, ông Netanyahu, ông lại công bố ở trên đài truyền hình ABC nêu ở Hoa Kỳ và kế hoạch tấn công vào Iran, một cuộc trả đũa thảm khốc cho Iran trong vài ngày tới. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ngày 1 tháng 10 mà Iran đã tấn công 180 tên lửa vào lãnh thổ đất nước của Do Thái. Thì đây là lần đầu tiên ông đã công bố và kế hoạch cũng như ông đã phê duyệt và ông trình bày ở trên đài truyền hình ABC News của Hoa Kỳ. Tức là chứng tỏ cho thấy Do Thái không ngừng lại nơi đây mà tiếp tục phản công. Thì các báo chí đề cập hỏi đến ông qua phóng viên hỏi Thủ tướng Netanyahu. Như vậy kế hoạch này ông đã nêu ra về tình hình hiện tại, nhưng bao giờ ông tấn công? Ông miễn trả lời câu nói đó. Ông nói hiện nay tôi chỉ nêu ra kế hoạch và tất cả các phương án của chúng tôi đã có hoàn toàn. Còn việc chúng tôi đáp trả vào Iran thì xin miệng, tôi không thể trả lời được câu nói này. Hãy chờ chúng tôi, chờ chúng tôi một chút nữa. Thì quý vị sẽ nhìn thấy được sự đáp trả của Do Thái.
Đó là lời của Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông đã công bố. Thì cũng trong một cái cuộc tranh cãi về thủ lãnh của Hamas mà Do Thái đã trưng bày những hình ảnh thủ lãnh Hamas đã tử vong. Nhưng sau khi phát tán lên đoạn audio và hình ảnh của thủ lãnh Hamas là tin tưởng rằng còn sống, ây cha một việc tranh cãi khốc liệt. Nhưng lời của Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông xác định cụ thể là mục tiêu của chúng tôi đã tấn công là chính xác, thủ lãnh của Hamas đã tử vong ở tại dãy Gaza giao đầu cuộc chiến vừa qua. Đó là những gì từ Do Thái đã công bố, kính thưa bạn. Bây giờ thì khắp báo chí cũng như tất cả các đài truyền hình từ châu Âu và lẫn cả Ả Rập Xê Út, luôn cả Hoa Kỳ đều bình luận đến sự vụ mà thủ lãnh Hamas còn sống hay đã chết. Đó là những gì mà từ Do Thái đã công bố lên, kính thưa bạn. Còn lại về lực lượng của Hezbollah đã công bố hôm nay cũng như hình ảnh mà một cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường chính xác, đó là phía của lực lượng Hezbollah đã công bố, nói là cấp chỉ huy của lực lượng Hamas đã tuyên bố rằng kế hoạch mới, cuộc tấn công mới vào đất nước Do Thái, chúng tôi đã thành công và chúng tôi sẽ tiếp tục những cuộc tấn công đó vào đất nước của Do Thái nhiều hơn nữa để đáp trả những gì mà Do Thái đã tấn công vào Liban và luôn cả dãy Gaza. Vì vậy, tình hình hiện nay về ở Trung Đông, cục diện đang sôi động càng lúc càng nhiều. Mà trong ngày hôm qua, rạng sáng hôm nay, lực lượng Do Thái tiếp tục tấn công vào thành trì của lực lượng Hamas, Hezbollah và lẫn cả Shia. Hầu như ngày nào cũng có cuộc oanh kích đó, và những cuộc oanh kích phải nói chấn động ở Shia trong những ngày qua và cho đến hôm nay, kể cả luôn ở Liban. Nói về vũ khí của Do Thái mà Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Do Thái với loại bom xuyên, kính thưa bạn, bom xuyên và luôn cả B-2 cũng đã nhấn chìm vào mục tiêu căn cứ ở kho vũ khí của lực lượng Houthi cũng bằng bom xuyên sâu ở lòng đất. Nói đến đất thịt, đất bình thường, bê tông cốt sắt thì nó xuyên thủng đến 100 mét, kính thưa bạn. Còn lại là nếu như đồi núi xuyên đến 60 mét. Vì vậy, cái sự sử dụng phá hủy ở kho ngầm, kho đạn ở dưới lòng đất là ngon lành cành đào. Ngày hôm nay nói đến về vũ khí của đối phương cất giấu ở nơi nào, không giống như trước kia, nó là ta đào dưới đất, ta trốn ở dưới, ta nhét ở dưới đó là chắc chắn. Nhưng không, với ngày hôm nay, về hình ảnh vệ tinh đã chụp xuyên dưới lòng đất, cũng có thể biết được dưới lòng đất có bao nhiêu dầu hỏa, như thế nào vân vân. Vì vậy, với những quả bom này bắn chính xác và trúng ngay mục tiêu dưới lực lượng của Houthi và Hezbollah, luôn cả Hamas đã bị xóa sổ từ đây, khinh địch, xem thường Hoa Kỳ. Và những gì mà Hoa Kỳ đã cho biết là những cuộc tập kích đó, chúng tôi sẽ còn tiếp tục. Hãy xem sức mạnh của Hoa Kỳ, đừng đùa với lửa, đừng giỡn mặt với tao hả. Mấy ngày qua Hoa Kỳ đã nhịn, nhường nhịn lại giới Houthi rất nhiều, nhưng rồi Houthi vẫn ngoan cố tiếp tục tấn công vào tàu chiến của Hoa Kỳ, tàu hàng hải. Hoa Kỳ dỗ trận này xem ra Houthi nghĩa là te tua chưa từng có, và kể cả luôn lực lượng của Hezbollah và Iran. Đó là chi tiết về tình hình ở Trung Đông cũng như giữa lực lượng của Do Thái và Hezbollah, Hamas và lực lượng Houthi. Còn lại về Iran hôm nay như sau, thì tiếp tục theo lời của tướng lãnh Iran vẫn tuyên bố những giọng điệu là đe dọa đến Do Thái và lẫn cả Hoa Kỳ. Nếu như Hoa Kỳ tham chiến thì các hậu quả của Hoa Kỳ sẽ thê thảm ở Địa Trung Hải, với tàu chiến và tàu ngầm hạt nhân của Iran sẵn sàng nhấn chìm hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ. Ây da, là nổ nữa, kính thưa bạn. Kế bên đó xong xuôi thì ta làm mẹ nó cho rồi đi, ở cho bữa đi thử coi như thế nào. Nhưng ngược lại chỉ đe dọa thôi, không dám đụng đậy tới. Nhưng đây là tướng lãnh chứ không phải là tổng thống hay là quốc hội của Iran. Vì vậy Hoa Kỳ cũng phớt lờ, không lên tiếng về sự vụ này. Đó là tin tức đặc biệt về tình hình Trung Đông trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở khu vực châu Á của chúng ta.
giữa Nam Bắc Triều Tiên đang sôi động mà Kim Jong-un đã sửa đổi hiến pháp, đưa danh sách của đất nước Nam Hàn hôm nay trở thành một đất nước thù địch giữa Bắc Triều Tiên. Với đường chỉ tuyến 38 đã cắt đứt, thì Kim Jong-un đang triệu tập về các tướng lãnh đang lên kế hoạch một cuộc phản công đáp trả. Nếu như Kim Jong-un dùng cái từ nếu như Nam Hàn tấn công vào Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó thì Kim Jong-un đang diệt dị để quân đội của Bắc Triều Tiên là lên tiếng là chuẩn bị một cuộc chiến tranh mới, một cuộc chiến tranh với kẻ thù của chúng ta mà chúng ta không thể nào tha thứ. Vì vậy lệnh Kim Jong-un lấy 1 triệu tư quân đó là chuẩn bị với cuộc chiến với Nam Hàn. Theo những gì mà từ báo chí của Bình Nhưỡng đã đăng tin thì bây giờ nói đến việc Bắc Triều Tiên mà nổ ai cũng biết hết. Cái chuyện này giống như ăn cơm bữa, ăn cơm ngày. Nhưng điều đặc biệt nhất là từ lời của Kim Jong-un nói kể từ ngày hôm nay, vĩ tuyến 38 là trở thành pháo đài vĩnh cửu không bao giờ ngừng lại, mà nó sẽ tiếp tục trở thành một cuộc chiến sắp diễn ra tới đây, theo lời của Kim Jong-un đã đe dọa. Kim Jong-un trong ngày hôm qua và hôm nay tiếp tục đi vận động và tiếp tục đi thăm tất cả các đơn vị quân đội của Bắc Triều Tiên, từ lục quân, không quân, hải quân và luôn cả đơn vị tên lửa, vũ khí hạt nhân. Bây giờ Kim Jong-un cũng đang lên dây cốt một cuộc chạy đua là với Putin, là quân đội của Kim Jong-un có thể tham chiến, theo tin tức từ Hoa Kỳ và lẫn cả các lời phát biểu của Tổng thống Zelensky ở tại Liên Hiệp Quốc. Ông nói hiện nay là quân đội của Bắc Triều Tiên là chuẩn bị gửi 10.000 quân, quân tác chiến, quân hiển dịch của Bình Nhưỡng sẽ đến tham chiến ở Ukraine và trở thành một cuộc chiến thế giới không giống như trước kia. Đây là lời phát biểu của Tổng thống Zelensky ở tại Busan. Kính thưa bạn, còn lại về những chi tiết khác về mặt khí tài quân sự thì Bắc Hàn đưa nhiều vũ khí đạn dược. Hàng năm, theo tin tức từ tình báo Hoa Kỳ cho biết là mỗi một năm Nga nhận đạn pháo của Bắc Triều Tiên lên tới 3 triệu viên. Ây cha, 3 triệu viên không phải là con số nhỏ, kính thưa bạn. 3 triệu viên là một trong con số khổng lồ. Nhưng ngược lại là tình báo châu Âu từ NATO và lẫn cả Anh Quốc nhận định cho rằng số quân của Bắc Triều Tiên có nhưng không biết là bao nhiêu. Nhưng còn lại cái số quân để tác chiến, chiến đấu, tham chiến vào chiến trường ở Ukraine thì hiện nay vẫn chưa có. Như lời của Tổng thống Zelensky, ông nói là chuẩn bị gửi 10.000 quân. Vì vậy, tình cảnh ngày hôm nay ở châu Âu và cuộc chiến này, nếu như Bắc Triều Tiên tham chiến, ây cha, vô danh rắc là có nhiều chuyện là sôi động sắp tới. Và kế hoạch này có đạt thành công hay không? Hiện nay về nói về Nam Hàn và Bắc Hàn, bây giờ thì giống như nước sông không đụng nước giếng và không thể nào chơi chung với nhau được. Và cuộc chiến giữa Nam Bắc Triều Tiên có nổ ra hay không? Bây giờ thì lực lượng của Nam Hàn đang chuẩn bị đối phó nhiều mặt từ phương án chiến tranh. Về nói phương án này đã có từ lâu khi Hoa Kỳ và Nam Hàn đã thường xuyên những cuộc tập trận, những cuộc tập trận phủ đầu Bắc Triều Tiên, những cuộc tập trận vượt sang biên giới và những cuộc tập trận mà phải nói khốc liệt chưa từng có. Kế hoạch của Hoa Kỳ và Nam Hàn đã có sẵn tất cả. Như vậy Bắc Triều Tiên có dám tấn công Nam Hàn hay không? Câu hỏi này người ta đang đề ra với lời tuyên bố của Kim Jong Un. Vì vậy tình hình giữa Nam Bắc Triều Tiên có thể là một cuộc chiến nổ ra. Mà nếu như cuộc chiến nổ ra, thời gian gần nhất từ đây cho đến cuộc bầu cử của Hoa Kỳ hay là năm 2025 đang cận kề tới đây, thì châu Á của chúng ta thê thảm rồi, kính thưa bạn. Đặc biệt nhất là các quốc gia thuộc khối ASEAN sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất chưa từng có. Vì đâu có đường đi, hết đường đi rồi, không có đường nào hết.
chỉ quất cái hai chỗ đó là coi như là xong phim về ngành chiến đường hàng hải. Nhiều chi tiết khác về khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương hôm nay, đó là tin tức về Nam Bắc Triều Tiên. Thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới về tình hình bán đảo Nam Bắc Triều Tiên sẽ đi đến ở mức độ nào đang sự căng thẳng này. Thì chúng ta cũng quay trở lại Trung Quốc. Nói đến đất nước Trung Quốc đe dọa từ Đài Loan, Philippines và nhiều khu vực khác. Nhưng điều đặc biệt nhất là Trung Quốc hôm nay đã lên tiếng là một cuộc chạy đua vũ trang. Trung Quốc bây giờ đã nắm được là ách bài, tức là tất cả các máy bay của Trung Quốc từ J-15, J-16 và J-20, J-21 bắt đầu Trung Quốc sẽ nâng cấp về hệ thống radar, mà hệ thống radar sẽ vượt trội hơn máy bay của Hoa Kỳ từ F-15 và cho đến F-35, F-22 của Hoa Kỳ là radar của Trung Quốc sẽ vượt trội theo Viện Khoa học Trung Quốc mà đã nghiên cứu thời gian vừa qua cho đến nay. Bây giờ họ đã theo đuổi kịp và họ bắt đầu sẽ thí nghiệm trong thời gian tới. Ây cha, Trung Quốc bây giờ thì cũng nổ. Bây giờ một cuộc chạy đua giờ Trung Quốc nó không nổ thì khó coi lắm, trong khi với vũ khí của phương Tây, đặc biệt nhất là từ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đang sản xuất vũ khí rầm rộ mà vượt trội hơn Trung Quốc với máy bay của Trung Quốc, thì nó trở thành vô dụng luôn cả tên lửa hay là tàu chiến vân vân. Nhưng mà nếu mà không nổ thì người ta biết chắc rằng ôi mình tệ lắm, nhưng mà nổ thì càng là lòi ra cái tệ của mình nhiều hơn nữa. Các bạn nhìn thấy nó là phương Tây từ Hoa Kỳ và lẫn cả châu Âu, đâu có ai nổ đâu, đâu có ai khoe khoang vũ khí đâu, chỉ có độc tài và đảng cộng sản. Vì vậy là bắt đầu tiếp tục nổ đe dọa. Đó một trong tin tức đang sôi động ở tại Quảng Đông trong ngày hôm qua, rạng sáng hôm nay. Thì lực lượng an ninh của Trung Quốc đã bắt trên dưới như vậy khoảng 400 người với những công nhân mà họ đang đòi hỏi quyền lợi của họ, cũng như vì công ăn việc làm vân vân, vì hãng xưởng không trả lương đủ cho họ mà thời gian kéo dài gần cả năm nay, chỉ trả phần nửa lương, còn phần nửa lương thì không trả. Nó bây giờ không có tiền nữa, ăn quỵt ăn quỵt, mà làm việc là một ngày đến 12 tiếng đồng hồ, kính thưa bạn, mà lương thì không trả đủ. Và họ đang yêu cầu trở thành một cuộc đụng độ là với lực lượng an ninh của Trung Quốc, một cuộc ấu đả khốc liệt. Thì an ninh Trung Quốc bắt tất cả những người này và đánh đập một cách dã man chưa từng có, theo những gì mà người dân Trung Quốc đã đăng tải ở trên Weibo, thì trở thành trên mạng phải nói sôi động chưa từng có. Chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ, trên dưới là 16 triệu lượt người xem và những lời phê phán trong đó với chế độ công an trị của Trung Quốc khốc liệt chưa từng có. Người dân nói bây giờ chúng tôi chỉ còn nước chờ chết, không làm cũng chết, làm cũng chết, mà nếu như không làm thì chết dài hơn, mà làm thì chết nhanh hơn. Vì làm họ bị đi, bị đánh, bị đập, họ tạo phương tiện khó khăn đủ thứ cho công nhân, và luôn cả quan chức của đảng cộng sản Trung Quốc cũng y hệt như vậy. Họ cũng đang lên tiếng về nền kinh tế sụp đổ và lương của công viên cán bộ không đủ trả tiền lương. Có phải là Trung Quốc đang rơi vào các thời kỳ đồ đá hay không? Đây là một trong tin tức sôi động, nhạy cảm nhất. Chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới về tình hình đất nước Trung Quốc, diễn cảnh của nó ra sao trước tình cảnh này. Đó là một trong tin tức ở tại Trung Quốc, kính thưa bạn. Chúng ta cũng quay trở lại tin tức Việt Nam của chúng ta. Ây cha, tin tức Việt Nam mới vui đây. Anh gác em ngủ, em ngủ anh gác. Tô Lâm hôm nay lên tiếng về ba que chích chè, tức là vai trò của Việt Nam hiện nay có thể là sẵn sàng giúp đỡ cho Nam Bắc Triều Tiên chấm dứt một cuộc căng thẳng này giữa hai bên, có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh giữa Nam Bắc Triều Tiên. Vì Việt Nam đã có một truyền thống vai trò, đó là gìn giữ hòa bình Cuba và Việt Nam. Anh ngủ em gác, anh gác em ngủ, kính thưa bạn. Tô Lâm nói với hai quốc gia, vai trò của Việt Nam hiện tại là có mối quan hệ đặc biệt
trừ Bình Nhưỡng và lẫn cả Nam Hàn. Vì vậy, Việt Nam sẵn sàng đứng ra một cái vai trò này để hòa đàm với nhau, hai bên có thể thương lượng với nhau, chấm dứt cái sự căng thẳng này, đừng đưa bao giờ dẫn đến một cuộc chiến tranh. Đây là lời của Tô Lâm, bao que chích chè lên tiếng là vai trò của Việt Nam đang canh chừng thế giới như những gì mà Tô Lâm đã nêu ra. Các báo chí bình luận quá trời quá rất nhiều, đang sôi động ở trên diễn đàn với lời phát biểu của Tô Lâm. Còn lại về mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thương binh ăn hại, ở gần mặt trận ăn nhậu đó, mặt trận ăn nhậu và thương binh ăn hại Việt Nam. Chiến tranh thì chưa tới từ Đài Loan và lẫn cả Nam Bắc Triều Tiên. Nhưng ngược lại, mấy cha nội này đang khóc ròng, đang lo sợ. Không phải tốt lành gì đâu để lo sợ về cuộc chiến tranh ở Thái Bình Dương bùng nổ ra, rồi cảnh tượng hải hùng cũng như máu chảy đầu rơi mà khổ sở. Nhưng ngược lại, họ đang than phiền lo sợ rằng không thể xuất khẩu lao động được. Trời ơi, hai nước này mà nó quýnh nhau rồi, nó bữa nhau rồi, Trung Quốc thì tấn công Đài Loan, Bắc Triều Tiên tấn công Nam Hàn, dân Việt Nam lấy đâu lao động ở hai quốc gia này? Kính thưa bạn, các bạn nghe thấy chuyện hơi bị lạ không? Nghe cũng vui hả? Kính thưa bạn, nói đến về Đảng Cộng sản Việt Nam, bây giờ từ thương binh ăn nhậu và thương binh ăn hại. Mặt trận đang lo lắng rằng nếu như một cuộc chiến tranh nổ ra thì cái số xuất khẩu lao động sẽ không đạt được thành công trong năm 2025, mà kế hoạch năm 2025 từ thế giới, nghĩa là các khu vực châu Á của chúng ta, Hoa Kỳ, Úc, Canada và nhiều quốc gia khác kể cả châu Âu, hãy đạt làm sao được 1 triệu lao động hàng năm. Trời trời, nghe nói 1 triệu lao động thì các bạn tính bao nhiêu cái tiền mà lấy từ ở nước ngoài đem về đổi ra, nghĩa là lấy tiền hô, tiền ma gạo quỷ, lấy tiền đồng đô la. Như vậy, mỗi một người muốn đi làm lao động cứ không một số bỏ túi rẻ mạt thì hắn mất đi từ 10.000 đô la trở lại. Đây là tùy theo công việc nặng nhẹ, công việc phù hợp, thích hợp. Và đám thương binh ăn nhậu và thương binh ăn hại thì đạt bao nhiêu thành công về tiền đô la và tiền đủ loại tiền quốc tế. Như vậy, tính từ đầu mà có các cái chiến dịch xuất khẩu lao động, buôn người nô lệ lao động này mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã điều ra, thì cái đám thương binh ăn nhậu và thương binh ăn hại này đã đạt thành công và giữ được cái khoản tiền quỹ cho đến là 670 mấy ngàn tỷ đồng tiền Việt Nam. Ây cha, kính thưa bạn, nghe con số không vô danh cũng chóng mặt, mà chính họ đang hút máu người dân của Việt Nam của chúng ta. Họ cướp đi ở cái quyền lao động của mình, cũng như cướp đi tất cả những gì mà họ đã làm. Nhưng ngược lại là họ bắt buộc nam thanh niên, những người phụ nữ đi lao động phải mang ơn Đảng, cảm ơn Đảng, nhờ có Đảng mới được xuất khẩu lao động, mới đi làm cu li. Còn nếu như không có Đảng thì vĩnh viễn không bao giờ được đi xuất khẩu lao động làm cu li. Đó là những gì mà các báo chí bình luận về đám thương binh ăn nhậu và thương binh ăn hại ở Việt Nam đã nêu ra. Kính thưa bạn, thì bây giờ từ lời của Tô Lâm và cũng như diễn trình ngày hôm nay, như vậy tại sao Việt Nam không làm những gì cho người dân của mình có công ăn việc làm mà phải đi xuất khẩu lao động, mà bán nô lệ lao động dân của mình cho người khác để sai khiến mà không biết nhục? Trời, khổ một cái là luôn cả cái dạng của nhà làm dư luận viên của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không biết nhục, hở miệng ra thì đánh đế quốc Mỹ, đế quốc Pháp và thế lực thù địch ở nước ngoài. Nhưng ngược lại, chính Đảng Cộng sản Việt Nam đang tạo cho công dân của mình, người dân của mình trở thành một thế lực thù địch mà họ không thấy chuyện đó. Bây giờ không biết Việt Nam của chúng ta ngày tháng sắp tới ra sao ở trước tình cảnh, tình hình thế giới hiện đang căng thẳng hôm nay. Đó là một trong tin tức Việt Nam. Dân thì vô danh hôm nay có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của vô danh.
Du Danh xin kính chúc sức khỏe các bạn vui vẻ khỏe mạnh. Cuối tuần hẹn gặp nhau tại Sài Gòn. Một cơn u mê xé nát dân tộc đến thế, một đêm lê thê cướp mất bao người không về. Một cơn tham lam dẫn đến mưu đồ tàn hoang, một đêm âm u thấp thoáng nâm mồ hoàng vu. Một đêm ra đi đổi lấy kiếp người nhỏ bé, một đêm đem thân đổi lấy lăng nhục nghề chề. Một đêm mâu lò đổi lấy hoan thù dày vò, niềm đau thiên thu đối lấy kiếp người trắng tù. Nhìn cao lên đi và nhìn xa hơn đi, xem trong thế giới chúng ta còn những gì. Nhìn chung quanh đi và nhìn sau lưng đi, xem trong quá khứ chúng ta làm những gì. Nam ơi, niềm đau thương hôm nay triệu dân ôm trên tay, dù tháng nay mai bao nhiêu tỷ hiểm chén đua bạc tiền, xin hun đốt tạo thành dầu sôi trong trái tim. Việt Nam như hôm nay làm sao đem uy linh về quê hương quang vinh mà không cam hy sinh. Xin ghi vào lòng non sông một dòng, bao năm chiến sự còn ghi ta sao gục đầu. Rồi qua đau thương với sức vươn người thật mới, rồi qua gian lao sẽ có muôn vạn anh hào. Chờ đêm anh linh sẽ cất cao lời thân chinh, chờ nghe tin đưa nối gót oai hùng năm xưa. Rồi trong tan hoang sẽ có tiếng cười ngạo nghễ, rồi đêm lê thê sẽ đón muôn triệu chân về. Rồi đêm âm mù sẽ thôi lui chào thiên thu, Việt Nam đêm nay thế giới nghiêng đầu cúi chào. Cao lên đi và nhìn xa hơn đi, xem trong thế giới chúng ta còn những gì. Nhìn chung quanh đi và nhìn sau lưng đi, xem trong quá khứ chúng ta làm những gì. Việt Nam ơi, niềm đau thương hôm nay triệu dân ôm trên tay, dù tháng nay mai bao nhiêu tỷ hiểm chén đua bạc tiền, xin hun đốt tạo thành dầu sôi trong trái tim. Việt Nam như hôm nay làm sao đem uy linh về quê hương quang vinh mà không cam hy sinh. Xin ghi vào lòng non sông một dòng, bao năm chiến sự còn ghi ta sao gục đầu. Rồi qua đau thương với sức vươn người thật mới, rồi qua gian lao sẽ có muôn vạn anh hào. Chờ đêm anh linh sẽ cất cao lời thân chinh, chờ nghe tin đưa nối gót oai hùng năm xưa. Rồi trong tan hoang sẽ có tiếng cười ngạo nghễ, rồi đêm lê thê sẽ đón muôn triệu chân về. Rồi đêm mâm mù sẽ thôi lui chào thiên thu,
Việt Nam đêm nay thế giới nghiêng đầu cúi chào. Việt Nam đêm nay thế giới nghiêng đầu